25 bánh heroin, tổng cộng nặng khoảng 10 kg. Trên mặt bánh heroin có một vòng tròn đỏ, có nhiều chữ Trung Quốc. Như báo Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 16h30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2019, một người ở xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến đồn biên phòng Tam Thanh thuộc bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam trình báo và giao nộp một vật lạ nhặt được ở bãi biển thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh. Tiếp nhận thông tin từ đồn biên phòng Tam Thanh, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã xác minh, sau đó xác định đây là heroin. Đến 20 giờ cùng ngày, bộ đội biên phòng Quảng Nam đã thu giữ được thêm 24 bánh heroin do người dân giao nộp. Theo một số người dân địa phương, vào lúc 6 giờ 30 phút sáng 30 tháng 11, nhiều người đã thấy chiếc can nhựa màu vàng trôi dạt vào bờ biển Tam Thanh nhưng không quan tâm. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, một người đã xuống biển nhặt chiếc can lên thì thấy bên trong có các vật thể nghi là ma túy nên đã trình báo lực lượng chức năng. Là hồi 16 giờ, tụi em đi dạt biển thì em phát hiện ra heroin. Tụi em từ đó thu gom và đó nộp vô cho đồn biên phòng anh. Người dân họ đã xé heroin trên dạt bờ biển đó, tụi em chỉ thu nhặt lại là và bỏ vô cái bô và đem vào đồng anh. Giờ tất cả là 13 bánh anh. Ban đầu người đó chỉ bàn giao chiếc can nhựa có chứa 13 bánh heroin, sau đó họ tự nguyện nộp thêm. Theo lực lượng biên phòng, có thể vẫn còn bánh heroin chưa được phát hiện. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục cắt cử lực lượng, bám từng nhà dân, vận động người dân giao nộp, đồng thời yêu cầu người dân ký cam kết không tàng trữ chất cấm này. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã thu giữ được hơn 25 bánh heroin, trọng lượng hơn 10 kg. Và hiện nay thì công việc tiếp tục là chúng tôi là sử dụng toàn bộ lực lượng của đơn vị phối hợp với lực lượng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức một là lực lượng là tuyên truyền vận động nhân dân thu gom và lập biên bản thu giữ toàn bộ những cái tang vật còn nằm trong dân. Thứ hai là tổ chức lực lượng là phối hợp với lực lượng của phòng ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh lập biên bản làm đúng các thủ tục về mặt pháp lý và tổ chức điều tra xác minh tìm ra cái nguyên nhân ban đầu rồi để tiếp tục xác minh làm rõ cái sự việc. Mỗi bánh heroin được bao bọc rất kỹ bằng ni lông. Bên trong các lớp ni lông có một lớp giấy màu vàng nhạt. Bên trên bề mặt bánh heroin có một vòng tròn đỏ có nhiều chữ Trung Quốc và tất cả được đặt vào một can nhựa màu vàng. Theo lực lượng chức năng, từ trước đến nay chưa từng có vụ việc nào tương tự như vậy. Hiện cơ quan chức năng của Bộ đội Biên phòng đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam và các ngành chức năng của địa phương để tiến hành điều tra, xác minh nguồn gốc số heroin.